Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành thông tư số 01 năm 2024 về chuẩn cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 tới đây. Theo thông tư, chuẩn cơ sở giáo dục đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn và 20 tiêu chí là các yêu cầu tối thiểu về điều kiện đảm bảo chất lượng và chỉ số hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học. Cụ thể, tiêu chuẩn 1, tổ chức và quản trị gồm 4 tiêu chí. Tiêu chuẩn 2, giảng viên gồm 3 tiêu chí. Tiêu chuẩn 3, cơ sở vật chất gồm 4 tiêu chí. Tiêu chuẩn 4, tài chính gồm 2 tiêu chí. Tiêu chuẩn 5, tuyển sinh và đào tạo gồm 5 tiêu chí. Tiêu chuẩn 6, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo gồm 2 tiêu chí. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học cung cấp cập nhật dữ liệu phục vụ việc xác định các chỉ số và đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí của chuẩn cơ sở giáo dục đại học vào hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học. Công bố kết quả thực hiện chuẩn cơ sở giáo dục đại học của các cơ sở giáo dục đại học trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, bắt đầu từ năm 2025 cho năm báo cáo trước liền kề.